về vụ việc số nhà 56 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ đổ sập phần mặt tiền. Lực lượng chức năng đã điều động 15 cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng một xe chuyên dụng đến hiện trường để phối hợp cùng 150 cán bộ phường Hàng Bông và phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm để cứu hộ, cứu nạn, giải phóng các vật liệu bị đổ xuống đường. Rất may vụ việc đã không thiệt hại về người. Hiện nay thì theo hồ sơ, theo báo cáo của Xí nghiệp Quản lý Phát triển Nhà thì ngôi nhà này đã được xây dựng từ rất nhiều năm trước. Theo hồ sơ thì hiện nay là chưa có số liệu chính xác, nhưng mà chắc chắn là theo đồng chí giám đốc Xí nghiệp Nhà cho biết thì ngôi nhà này đã được xây dựng từ trước năm 1954. Do ngôi nhà đã xuống cấp xây dựng từ rất lâu nên là cái việc sụp đổ nó là do ngôi nhà này đã có cái thời gian sử dụng quá lâu, mới niên hạn sử dụng. Điều đáng lo ngại nhất lúc này là hai căn nhà số 54 và số 58 liền kề đã bị ảnh hưởng. Một số mảng tường đã thủng, vết nứt kéo dài từ tầng 1 lên tầng 2 của căn nhà gây nguy hiểm cho người dân. Hiện nay theo quan sát bằng mắt thường thì mọi người cũng đều nhìn nhận thấy bản thân hai ngôi nhà bên cạnh cũng là hai ngôi nhà cũng đã là xây dựng từ rất là nhiều năm. Do đó ngay sau đây thì về phía quận cũng sẽ có tổ chức một cái cuộc họp để các đơn vị sẽ đưa ra các cái giải pháp đảm bảo vấn đề chống đỡ cho các công trình liên kề, đặc biệt là hai ngôi nhà bên cạnh. Hiện tại trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nói riêng và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, những số lượng nhà cũ, nhà cổ có nguy cơ nghiêng lún đổ sập còn cao, đặc biệt nguy hiểm trong mùa mưa bão sắp đến. Hiện nay trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thì về vấn đề nhà cũ, nhà cổ thì phải thực hiện theo quản lý theo cái quyết định 6398 của Ủy ban thành phố. Và đây là một trong những cái sự việc mà nó đáng tiếc xảy ra do ngôi nhà là nó đã quá cái niên hạn sử dụng. Do đó là về phía đội quản lý trật tự xây dựng là chúng tôi sẽ có cái trách nhiệm là cùng với chính quyền địa phương của các phường để kiểm tra, rà soát các cái ngôi nhà xuống cấp, đặc biệt là chuẩn bị đến mùa mưa bão.